Mọi người, hôm nay nhà mình là về cốt đốt 968 nhé. Con này thì kiểu dáng rất là nhìn giống với 970. Nhưng mà 970 thì nó là lưỡi thép và màn hình hiển thị của nó khác so với con này. Máy kêu rất là êm nhé. Pin thì con này dùng liên tục được 240 phút. Tăng giảm tốc độ. Máy rất là khỏe luôn, kêu êm. Nói chung là dòng cốt đốt thì con nào cũng ngon rồi. Đây là cốc sạc của nó nhé. Dây sạc này. Cứ con này chỉ có hai cứ. Cứ này là cứ hai đầu, thổi vệ sinh và dầu chai. Cô đốt 968. Nhìn con này hơi giống 98 mà cũng giống với 970.